Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chị dậu. Tu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người vợ màu danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện Người vợ mạo danh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. đang tức giận đến độ mắt hằn lên những tia đỏ bàn tay với những gân xanh nổi lên nga chưa bất tỉnh nhưng cô không nói được chỉ bị thương nên chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng làm cô cảm thấy đau buốt đang nhẹ nhàng buông tay khỏi người của thiên nga anh đứng dậy không nói năng liền một mạch đến chỗ ba tên côn đồ đang đứng anh tung một cú đá trực diện vào tên đã cầm dao đâm nga hai tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh thì dội vàng chạy vào tiếp sức. Đăng không sợ, thậm chí anh còn hung hăng hơn bọn chúng. mấy chục năm học võ, vài năm học boxing, cuối cùng thì cũng có cơ hội đem ra để sử dụng. chỉ đánh vài cái sờ sờ mà ba tên kia có vẻ yếu thế hơn. thấy chúng ôm mặt, ôm bụng chửi thề, làm cho Đăng càng thêm khó chịu. Anh nhanh chóng chạy lại xe ô tô của mình để gần đấy, mở cửa xe lấy ra một khẩu súng đằng mặt hầm hầm sát khí anh cầm súng đi lại chỗ bà tên kia vừa đi vừa lên cò súng bước chân càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn giọng nói khàn khàn của anh giang lên mang chút dư vị của sự chết chóc chúng mày muốn chết thì tao cho chúng mày chết luôn nói là thằng nào sai chúng mày tới đây bà tên kia vẫn tỏ vẻ chưa sợ chúng còn cười cợt khi thấy đằng cầm súng ra dọa một tên nói. Này thằng em, đừng có mang súng đồ chơi ra dọa bọn này. Đang cười, một nụ cười của sự khinh bỉ. Anh không muốn giải thích, không muốn đôi co. Xem ra mọi thứ vẫn nên dùng hành động thì hơn. Đang cầm khẩu súng, chĩa thẳng tên vừa nãy cầm dao đâm nga. Đang bóp cọ, không một giây suy nghĩ. Viên đạn bay ra, xưa qua mặt tên đó, rồi ghim sâu vào thân một cái cây sau lưng hắn Tình huống diễn ra bất ngờ Nhưng đủ để ba tên đó nhận thức được Sự nghiêm trọng của vấn đề Họ tất thảy đều sợ xanh mặt Toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích Ngạ nằm dưới đất Dường như cơ thể cũng không thích ứng nổi nữa Cô ngất liềm đi thấy như thế Đang dội dàng chạy lại xem tình hình Ba tên côn đồ nhân cơ hội đó Thì dội dàng lên xe bỏ trốn Đang thấy thế cũng không buồn đuổi theo anh sẽ có cách tìm ra ba tên đó nên không dội dàng. Bây giờ cứu người vẫn là quan trọng nhất. Vì làm bác sĩ, nên đăng lấy hộp y tế ở xe ra sơ cứu vết thương cho Nga trước, sau đó dội dàng bế cô lên xe. Đi tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Tôi sẽ không để cô chết đâu. Cô phải sống thì tôi mới biết được sự thật về diệt em gái tôi mất tích khi ở cùng với cô. Chiếc xe lao nhanh trên đường, đang tăng tốc như sợ thiên Nga sẽ gặp chuyện chẳng may. Tới bệnh viện cách đó dài cây số, Nga được các bác sĩ cấp cứu và chẩn đoán. Bởi vì vết thương khá nặng, nên Nga nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu của bệnh viện để di chuyển lên thành phố. Nga lại tiếp tục một chặng đường dài. Từng phút giây trôi qua làm cho Đăng cảm thấy sốt ruột. Đăng cũng chủ động liên lạc với bệnh viện mà mình đang làm việc. Chỉ cần khi xe cấp cứu chở Nga tới nơi, thì mọi thứ sẽ luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Gần một tiếng đồng hồ xe mới tới, đang cùng với bác sĩ ở bệnh viện đẩy cán cho Nga vào phòng cấp cứu. Tuy đã có giấy tờ xét nghiệm, chụp chiếu, chẩn đoán hình ảnh từ bệnh viện tuyến dưới. Nhưng vì để đảm bảo không xảy ra sai sót, bác sĩ quyết định sẽ khám tổng quát lại cho Nga một lần nữa. Đăng khoác lên mình chiếc áo blue trắng của bác sĩ. Ánh mắt căng thẳng nhìn Nga, đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Đôi mắt cô nhắm nghiền, bình thở oxy cũng đã được sử dụng để giúp Nga ổn định lại hô hấp. Ngoài những vết bỏng do axit và vết thương do dao đâm ở lưng, thì hiện tại Nga còn bị thêm vài tổn thương khác. Cụ thể là hai xương sườn bị gãy, dập lá lách bên trái phải phẫu thuật gấp. Nếu để lâu thì khả năng sẽ bị xuất huyết. Lúc ấy e rằng sẽ nguy hiểm tới tính mạng đang rối bời không biết phải làm gì tiếp theo. Người nhà của Nga thực sự anh không biết. Những câu hỏi cứ thế thầy nhau lớn ác hết sự tập trung của anh. Sau cùng, đang vì muốn cứu sống cô gái này nên đã quyết định một chuyện rất táo bạo, mạo hiểm. Anh lấy danh tính của Lâm để thay cho Nga, trực tiếp đứng ra đại diện ký vào giấy cam kết phẫu thuật. Các bác sĩ y tá ở bệnh viện cũng lấy lòng tin. Chẳng ai nghi ngờ đang cả họ chỉ biết đằng có một cô em gái kém tuổi chưa gặp bao giờ nên cũng không biết mặt hơn nữa đằng là bác sĩ giỏi trong bệnh viện ai nấy cũng đều tin tưởng và không có một chút hoài nghi đằng rất mạo hiểm anh đang đánh cược cả tương lai của mình vào cuộc phẫu thuật đó không phải do ca mổ phức tạp mà do chính anh đã làm giả người bảo hộ tự tay ký vào giấy cam kết phẫu thuật cho nga anh không biết Tại sao mình lại phải nói dối rồi tự ôm phiền phức cho chính bản thân? Trong quá trình phẫu thuật, nếu xảy ra sự cố không giữ được mạng sống thì rất có thể Đăng sẽ phải ngồi tù. Đăng đứng ngoài nhìn Nga được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Hôm nay anh không tham gia vào ca bổ, đồng nghiệp của anh sẽ thay anh cứu cô ấy. Trong lúc ở ngoài chợ, Đăng nhờ bạn tìm kiếm thông tin về Nga. Sau một hồi thì cuối cùng đăng cũng biết được danh tính của người con gái dựa đỡ cho mình một nhát dao anh đọc kỹ từng thông tin xem kỹ từng tấm ảnh để chắc chắn mình không bỏ qua sự nhầm lẫn nào đăng nghĩ ngợi rất xa xôi ánh mắt của anh hằng lên những tiền chán ghét khi nhìn thấy một tấm ảnh mà nga và phong chụp chung hơn nữa bạn của anh còn cung cấp cho anh một thông tin đáng giá nga và phong từng có mối quan hệ tình cảm qua lại đang đưa ánh mắt nhìn vào trong phòng phẫu thuật trong lòng đang có những dự tính không ngờ tới quay trở lại căn biệt thự Lùa tỉnh dậy trong căn phòng của thiên nga bạn thường cảm thấy vô cùng mãn nguyện cô ta cười tươi lười biếng không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái đó mùi hương hoa anh đào thoang thoảng làm tâm trạng của lụa càng dễ chịu hơn giờ đây lụa không còn là một con dịch xấu xí cô hiện tại là thiên nga xinh đẹp là một tiểu thư trong một gia đình giàu có đây là ngày đầu tiên lùa được sống giữa công chúa nên cô cảm thấy sung sướng lắm lụa đi xuống giường sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống bàn trang điểm gương mặt hiện tại của lụa chỉ giống với thiên nga 80%, nên cô ta phải nhờ dòng make up để có thể biến hóa một cách hoàn hảo nhất để không ai có thể nhận ra điểm khác biệt nhìn đống đồ trang điểm đắt tiền trên bàn lụa cầm tay xuyết xoa rồi đưa lên mũi ngửi đúng là mùi gì của tiền luôn làm cho con người ta cảm thấy hưng phấn mất cả tiếng đồng hồ lụa mới trang điểm xong phải nói gương mặt hiện tại rất giống với thiên nga phải nhìn thật kỹ và lâu thì may ra mới tìm được điểm khác biệt lụa thấy hài lòng với gương mặt hiện tại mỉm cười trước gương với vẻ mặt mãn nguyện Lùa thấy đói nên nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Tầm giờ này lùa đoán có lẽ ông bà chủ đã sớm rời khỏi nhà nên mọi hành động rất thoải mái. Vừa xuống bếp, lùa đã gặp mẹ mình. Cô đứng nhìn bà ấy một hồi lâu. Bà Hồng nghe thấy tiếng bước chân liền giật mình quay lại. Hai mẹ con họ nhìn nhau. Bà Hồng mặc dù đã nghe con gái kể cho nghe về mọi kế hoạch nhưng bản thân vẫn hơi có chút do dự Gương mặt của con gái bà thực sự đã thay đổi, nhìn đâu cũng không thấy hình ảnh của một con bé lụa quê mùa năm nào. Bà Hồng đứng tại chỗ, khóe miệng mấp máy khẽ gọi. Thiên Nga! À? Lụa lắc đầu, thấy vậy bà Hồng điền nói tiếp. Lụa, là con có phải không? Thấy mẹ đã nhận ra mình, lụa dồi vàng chạy lại ôm chầm lấy, hai mẹ con mừng tuổi ôm nhau lụa không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở con đã làm được rồi mẹ à con đã thực sự trở thành thiên nga từ nay mẹ sẽ không phải khổ nữa con đã có rất nhiều tiền con sẽ cho mẹ một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc được rồi con gái của mẹ giỏi quá nhìn con giống với thiên nga mà nhìn thế nào cũng không nhìn ra lụa ngày xưa con không còn là lụa nữa con là Thiên Nga Nhưng mà con vẫn là con gái ruột của mẹ Vậy còn Thiên Nga Con đưa con bé ấy đi đâu rồi Con về đây từ lúc nào Sao mẹ không biết Con mới về từ đêm qua thôi Cũng may là mẹ của cái Nga Không phát hiện ra gì Con đã mất rất nhiều thời gian Để luyện tập sao cho giọng nói thật giống Đến mẹ còn không nhận ra con Thì không ai có thể phát hiện ra Bí mật này đâu Còn Thiên Nga con đã đưa con nhỏ ấy tới một nơi rất xa Mẹ yên tâm đi Không ai có thể tìm thấy nó Và nó sẽ không trở về được đâu Mẹ hiểu Con gái của mẹ dứt giả nhiều rồi Chỉ là mẹ hơi lo về chuyện tương lai Hai mẹ con họ đang thì thầm to nhỏ Thì bà chủ đi dạo Bà ấy cũng chính là mẹ ruột của Nga Bà Thoa từ tốn đi lại ngồi xuống Giọng khẽ nói Sáng nay tôi ăn ở nhà Chị chuẩn bị bữa sáng cho tôi đi Dạ thưa bà chủ Lùa thở dốc dài cái Tự nhiên khi đối diện như thế này Lùa có chút ruông sợ Nét mặt hiện tại của cô rất khó coi Lùa quay mặt ra Nhìn bà Thoa nhẹ nhàng nói Giọng điệu chẳng khác nào thiên nga Con chào mẹ Bà Thoa khẽ gật đầu, mỉm cười đáp. Thiên Nga đó sao, Dạ Bình thường thấy con rời khỏi nhà sớm lắm mà Hôm nay được nghỉ học hả? Lụa không biết giải thích sao Nên vội vàng đáp Dạ hôm nay con được nghỉ Vậy ngồi xuống đây ăn sáng luôn đi Dạ thưa mẹ Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn Đợi bà Hồng chuẩn bị nốt bữa sáng Bà Thoa tay chống trước ngực Nhìn Lụa bằng ánh mắt nghiêm khắc Giọng điệu đánh lại không còn thùy mị, dịu dàng như lúc trước. Mẹ có chuyện này muốn hỏi con đây. Dạ, mẹ cứ hỏi đi. Con và thằng Phong... Chưa chia tay sao? Mẹ đã khuyên nhủ con bao nhiêu lần, quên cái thằng đẻo cán ấy đi. Con không nghe lời mẹ nói sao? Tối qua, hai đứa đi đâu mà nó đưa con về nhà muộn như thế? Từ trước tới nay, con đâu phải kiểu người con gái đi chơi tới tận khuya mới về mẹ thấy biểu hiện của con lạ lắm đó, không biết có phải do mẹ con mình lâu ngày không gặp nhau hay không, nhưng mà con và mẹ dường như rất xa cách. Lụa cuối gầm mặt xuống, không dám giải thích. Bà Thoa liếc mắt nhìn con gái, sau đó lại tập trung nhìn vào tờ báo đang cầm trên tay. Sao? Mẹ nói đúng quá nên không dám cãi có phải không? Bình thường con gái giỏi cãi mẹ thế cơ mà. Cô Hồng giúp việc thấy tình hình hiện tại có chút căng thẳng, nên đã vội vàng chạy tới dạy dày giúp con gái. Hai tô phở bò nóng được bây ra, vẫn còn nghiêng ngút khói. Cô Hồng từ tốn nói. Mời bà chủ, mời cô chủ dùng bữa sáng. Bà Thoa khẽ cực đầu, tiện tay để tờ báo mình đang đọc xuống. Dẫu hôm ở cổ là thế nào? Đừng có nói với mẹ, còn dám làm chuyện đồng trời đó nhé. Lùi dồi dàng lắc đầu né tránh, sau đó giải thích. Con bị mũi đốt, ngứa quá nên con gái mới bị đó như vậy thôi, mẹ đừng suy nghĩ xa xôi. Bà Thoa trong lòng đã có sự nghi ngờ, lời giải thích ấy xem ra chẳng có tác dụng. Con tốt nhất, đừng nên nói dối mẹ. Dạ, con biết rồi. Mà con làm sao thế? Hết cổ rồi đến mặt. Con còn là Thiên Nga, là con của mẹ không đó? Mặt mũi sao mà sưng lên hết thế kìa? Tại sao hôm nay mà nhìn con lại khác lạ như thế? Dù có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, bà Thoa cũng biết đây là Thiên Nga. Chỉ là khi nhìn vào gương mặt hiện tại, bà cảm thấy rất lạ lắm. Sống cùng với con gần 20 năm, chỉ cần một vết thương nhỏ trên người Nga, bà Thoa cũng có thể phát hiện ra chưa đừng nói đến những vết thương hay sự thay đổi lớn trên gương mặt của nga lụa thấy khá bối rối tuy nhiên vì cuộc sống giàu sang của hiện tại và tương lai lụa vẫn muốn diễn thực tròn dai dạo gần đây con ít đến trường toàn ở nhà ăn với ngủ nên chắc tăng cân ngủ cũng nhiều nữa nên mặt bị sưng mấy bữa nữa con làm đề án xét học bổng chắc sẽ lại gầy đi thôi mẹ đừng có lo con gái của mẹ không béo được đâu Mẹ cũng biết con yêu cơ thể của mình nhiều thế nào mà Giọng điệu nhẹ nhàng Ngọt ngào như rót mật vào tay Lùa giống hệt với Thiên Nga Điều này không thể làm cho bà Thoa Nghi ngờ thêm nữa Việc lụa phẫu thuật giống hệt với Nga Sau đó đánh cấp thân phận của bản thân Cũng chẳng có ai có thể nghĩ đến Bà Thoa cũng vậy Việc làm đồng trời như vậy May ra chỉ có xuất hiện trên phim thôi được rồi ăn đi mẹ sẽ nói chuyện với con sau dù sao thì chuyện này chúng ta cũng không thể nói qua loa lụa nhẹ nhàng đáp dạ thưa mẹ bà thoa và lụa cùng nhau dùng bữa sáng không ai nói với ai câu nào thỉnh thoảng cô hồng lại đưa mắt nhìn sang con gái đầy lo lắng sau khi kết thúc bữa ăn cô hồng nhanh chóng chạy lại bừng đi dọn dẹp sau đó lại bưng lên một đĩa hoa quả đã được gọt sẵn. Lụa nhìn thấy các loại hoa quả mình yêu thích thì mắt sáng rực lên. Trước đây, nhà không có điều kiện, chỉ dám ăn trộm nhà chủ, chứ không dám tùy tiện ăn nhiều như bây giờ. Lụa cầm lấy miếng lê ngọt mà mình yêu thích nhất, đưa lên miệng cắn lấy một miếng. vẻ mặt thỏa mãn, hiện lên làm cho bà Thoa sửng sốt, ngạc nhiên. Thiên à, Lùa vừa nhai vừa đáp, phong thái này thực sự không giống với cốt cách của thiên Nga một chút nào. Dạ. Còn ăn được lê từ bao giờ thế? Lùa nghe đến đây, liền ngớ người. Lê là loại quả mà lùa thích nhất, nhưng đó cũng chính là loại quả mà Nga ghét nhất, do mỗi khi ăn đều bị dị ứng, có lần còn phải nhập diện. Lùa ấp úng, miếng lê cầm trên tay cũng theo biểu hiện tay mà run lên con con mẹ nhớ không nhầm là con rất ghét lê cơ mà thậm chí còn bị dị ứng nếu ăn phải sao bây giờ con lại ăn ngon lành như thế mẹ thấy hơi sửng sốt đó gương mặt của lụa lúc này trở nên đờ đẫn gượng gạo đến bản thường cô cũng không ngờ là bà thoa lại tin mắt đến như thế phần này lụa có chút bất cẩn không để ý tới những tiểu tiết khi muốn hóa thần thành thiên nga suốt ngày chỉ nhầm nhầm vào việc ăn uống, phấn rọn, tiền bạc hưởng thụ. Thấy con gái rơi vào tình huống khó xử, cô Hồng dội vàng chạy lại giải dây. Cái này là do tôi bớt cẩn, xưa nay tôi không biết thì Nga bị dị ứng với Lê. Bà yên tâm, loại quả hôm nay tôi mua cũng không hẳn là lê Nó là giống ổi lê của Nhật Tôi nghĩ chắc cô chủ ăn một miếng Cũng không đến nỗi dị ứng đâu Lỗi là ở tôi cả Cô chủ chắc không nghĩ đây là lê nên mới ăn. Bà chủ cho tôi xin lỗi, bà đừng có trách con bé, bà tuổi đó. Bà Thoa nghe xong, không đồng tình, liên tục lắc đầu phủ nhận. Mẹ con tôi đang nói chuyện, cô chỉ là người giúp việc, tốt nhất đừng nên xen vào. Hơn nữa đây cũng chỉ là vô tình ăn một miếng lê. Tôi có muốn chuyện bé xé ra tòa đâu, mà cô đã dội vàng nhảy vào giải thích. Tôi chỉ đang hỏi chuyện con gái Rất nhẹ nhàng không hề cấu gắt Tôi thấy vấn đề Nằm ở cô đó Còn tôi tôi lo Chưa đến lượt cô phải lên tiếng Bà Thoa cũng chẳng phải vì chuyện Nga Ăn nhầm biến lệ mà làm to chuyện Bà ấy tức giận khó chịu Cũng là do cách bảo vệ của cô Hồng giúp việc Dành cho con gái Bà Thoa rất yêu con gái Luôn muốn Nga phải hoàn hảo Phải dèn toàn một vết nhơ nhỏ nhoi cũng không được phép xuất hiện trong cuộc đời của con bà ấy bao bọc nga bao nhiêu thì nga lại chán ghét sự quan tâm ấy bấy nhiêu nga có vài lần rất ghét mẹ nhưng khi nhớ tới sự khó khăn tuổi nhục mà mẹ đã chịu để nuôi mình khôn lớn nga lại phải mũi lòng không phải vì thương mẹ có lẽ nga đã rời bỏ ngôi nhà này từ lâu nga thực sự rất chán ghét sự kiểm soát trong suốt những năm tháng trưởng thành Mà mẹ và bố dưỡng dành cho cô Cô xinh đẹp, thông minh, giàu có Cô có tất cả mọi thứ Nhưng cô không cảm thấy hạnh phúc Nhiều lúc thì Nga thấy Mình không khác gì một con búp bê Tuy không bị nhốt trong lòng kính Nhưng cuộc sống lại mất đi sự tự do Rõ ràng có ý thức Nhưng lại bị chính những người mình thương nhất kiểm soát Tưởng đã xong chuyện Ai dè bà Thoa vẫn tiếp tục nói Nhưng lần này giọng nói có phần nặng nề hơn Không khí gì thế Cũng trở nên căng thẳng hơn Rốt cuộc Hai người giấu tôi chuyện gì Giữa ở phía ngoài Tôi thấy hai người thì thầm to nhỏ Cô Hồng Có phải cô giấu giếm tôi chuyện gì Liên quan đến cái ngã không Cô khôn hồn thì hãy nói cho tôi biết Nếu cô dám bao che giúp nó Thì đừng có trách tôi sẽ tống cổ cô ra ngoài đường ngay lập tức. Một đồng lương cũng không trả đó. Cô Hồng nghe thấy bà chủ dọa nạt, liền tỏ vẻ sợ hãi. Cô giúp việc đi lại, không một chút dây dừa mà quỳ xuống chân của bà Nga. Hai tay xoa xoa dạo dâu, cầu xin sự tha thứ. Nhưng dường như sự đáng thương ấy đã trở nên vô tác dụng. Bà Thoa vẫn thể hiện cảm xúc lạnh lùng, một ánh mắt cũng không buồn nhìn lại Việc lùa thấy mẹ quỳ dưới đất Khiến tâm trạng cô trở nên rất tệ Thậm chí lùa còn cố ý Đưa đôi mắt chết chóc Tức giận nhìn về phía bà Thoa Và chuyện gì đến Cũng sẽ đến Trải qua nhiều biến cố Tâm thế của bà Thoa cũng dần thay đổi Theo thời gian Trước đây tính cách của bà ấy rất dịu dàng Khiếm khi thấy quát mắng ai Dạo này bà Thoa phát hiện ra Chuyện ông Khanh ngoại tình Mặc dù biết tức giận nhưng không thể làm gì được ông ta. Bà ấy sợ nếu hành động tùy tiện, trái ý chồng, thì có lẽ Nga và bà ấy sẽ bị tống cổ ra khỏi đây. Việc cãi cọ xảy ra ngày hôm nay cũng kiểu như giận cá chém thớt. Cô Hồng vẫn ở bên cạnh lãi nhãi, làm tâm trạng của bà Thoa càng tệ hơn. Tâm trạng bất ổn, không sao kiểm soát được hành động của mình. Bà Thoa đứng dậy, nhìn thẳng mặt cô giúp việc nói cô đứng lên đi đừng có quỳ lại như thế người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi đang bóc lột sức lao động cô bắt nạt người giúp việc cái ngà nó hư đốn cũng một phần tại cô và con gái cô đó nếu như không phải cái ngà nó xin xỏ cho hai mẹ con các người thì có lẽ bây giờ hai người đã ở ngoài đường rồi ở đây bao nhiêu năm ngà nó cho mẹ con cô bao nhiêu tiền đừng có lợi dụng lòng tốt của nó để chuộc lợi cho bản thân nga nó là con gái tôi không phải con gái cô mà cô thích sai bảo nó thế nào cũng được hết nghe đến đây lụa không thể chịu được nữa cô đứng phát dậy dùng đĩa hoa quả xuống dưới đất tiếng động lớn cũng làm cho cuộc cãi giả dừng lại lụa từ trước tới nay không phải là kiểu người dễ chịu đựng nên việc mẹ cô bị xúc phạm đã khiến lụa không dễ kiểm soát được cảm xúc bà thoa đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn lụa Cảm tưởng như không thể tin Hành động vừa rồi là do con gái làm Chính vì vậy sắc mặt ai đấy Cũng trở nên căng thẳng hơn Nga Con làm gì thế Lùi dên giáo Đi ra chỗ mẹ mình Kéo bà ấy đứng lên Sau đó cô ta liền cao mày Giọng đánh lại Mẹ quá đáng lắm rồi đó Mẹ Thoa à? Cô Hồng cũng là con người Cô ấy chưa ăn xin nhà mình cái gì nên tốt nhất mày đừng có xúc phạm người ta kiểu đó Con ở ngoài Con nghe con còn chán ghét Bởi vậy bố dượng đi ngoại tình Cũng là lẽ đương nhiên Đến chồng mình mẹ còn không giữ được Thì tốt nhất mày đừng nên trách ai Bản thân mình Mẹ nên nhìn lại đi Bao nhiêu năm qua Con chịu đựng nhẫn nhìn với mẹ như thế là quá đủ Mẹ đừng có giận cá chém thớt nữa Đến những người thân bên cạnh mẹ Con không thể chịu nổi thì mẹ chẳng có đủ tư cách để yêu cầu người ngoài phải cảm thông cho mẹ đâu mẹ nhìn xem từ ngày lấy bố dưỡng về căn biệt thự to lớn thế này mẹ đã phải động tay động chân vào cái gì chưa mở mắt ra có người bưng bê cơm nước sáng trưa chiều tối một ngày như mười ngày đi làm đẹp đi mua sắm vui chơi cuộc sống của mẹ hiện tại quá sung sướng nên chắc mẹ cũng quên đi xuất phát điểm của mình từ nghèo khó đến thế nào Lùa dẫn định nói tiếp Nhưng không ngờ bị cắt ngang Bởi một cái tác trời dáng của bà Thoa Bà ấy thể hiện một nét mặt vô cùng thức giận Hai con mắt trợn trừng Đang cố kìm nén Gà Cô câm miệng lại cho mẹ Còn có biết con đang nói chuyện với ai không Mẹ là mẹ của con đó Sao con dám ăn nói với mẹ kiểu đó hả Thiên Nga Tất nhiên Lùa chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của bà Thoa ra sao bởi vì vốn dĩ họ chẳng có mối quan hệ ruột thịt Có chăng cũng chỉ là việc lùa đang sống nhờ vào gương mặt của Thiên Nga Nếu không thì chắc chắn lùa sẽ chơi khô máu với những ngài dám sỉ nhục mẹ mình Mẹ là mẹ của con Nhưng chưa chắc con đã là con của mẹ Chẳng có người mẹ nào lại dưỡng dương bỏ rơi con mình suốt những năm tháng trưởng thành cả Mẹ cho con một cuộc sống giàu sang không thiếu thốn con trở thành một cô công chúa được yêu chịu được tự do học và làm những thứ mình muốn mà không phải lo chuyện tiền bạc những thứ đó mẹ làm cho con đều là dưỡng dưng sao mẹ cho con cuộc sống ngưỡng cao đầu với thiên hạ là vô tâm sao chẳng lẽ con muốn quay về cuộc sống nghèo hèn làm cái gì cũng không nên hồn không tiền không địa vị mặc cho người ta mắng mỏ chà đạp sao Vậy tại sao? Mẹ lại bắt nạt, chà đạp một người giúp việc đã gắn bó với gia đình mình suốt những năm tháng qua hả mẹ? Mẹ có trả lời được không? Hay miệng mẹ thích nói cho vui thôi rồi không quan tâm đến cảm xúc của người khác ra sao? Ai mà chẳng muốn giàu Nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian Không phải cái gì khoe ra là tốt đâu mẹ ạ à. Mẹ không giàu Mẹ chỉ đang tiêu tiền của người giàu thôi Nga Bà Thoa quát lên Nhìn con gái đầy bất lực Nước mắt dường như cũng đang chuẩn bị trực trào rơi xuống Cổ họng như nghẹn lại Muốn nói cũng không thể nói Dường như những lời nói của lụa Đã động vào lòng tự ái của bà Thoa Có lẽ trái tim bà ấy Đang tổn thương rất nhiều Nếu là Nga Cô ấy chắc chắn sẽ không nói những lời nhẫn tâm đến thế Nhưng sự thật về lùa giả mạo Nga Thì chẳng có ai biết Lùa dường như chưa ngồi cục tức Mặt vẫn cơn cơn Tiếp tục nói Mẹ thấy con nói đúng quá có phải không Thấy tình hình căng thẳng Cộng thêm việc Lụa không kiềm chế được cảm xúc Cô Hồng dội dàng chạy lại Ngăn cản con gái Nga Dừng lại được rồi đó con Lụa quay ra nhìn mặt mẹ mình Lúc này cô ta mới nhận thức được tình hình Đúng là giận quá mất khôn Lụa thấy có chút ân hận Nhìn mẹ lắc đầu để chữa cháy tình hình, lụa nuốt cục tức vào trong, tính quay lưng bước đi cho xong chuyện. Nhưng người tính không bằng trời tính, bà Thoa vội vàng chạy lại chỗ lụa, nắm vào cổ tay của lụa lôi đi. Hôm nay, mẹ không đánh con một trận nên người thì mẹ không phải là mẹ của con. Chẳng kịp để lụa phản ứng, bà Thoa vội vàng kéo lụa đi. Tay lụa hằng lên dài dệt đỏ. Mẹ bỏ con ra. Mẹ làm con đau rồi đó còn đau một Thì mẹ đau mười Hai người dần co qua lại Cô Hồng đứng ngoài không biết phải làm gì tiếp theo Ánh mắt lo lắng Nhìn về phía lụa không rời Thấy con gái mình ngang bướng Bà Thoa buồn tay Chạy vào phòng lấy ra một đoạn roi mây lụa còn chưa kịp tháo chạy Thì đã bị những đoạn roi Cứa vào người Bà Thoa dùng roi lên cao Từng nhịp đánh xuống thân người của lụa như vũ bảo lùa hét lên đầy đau đớn, nhìn bà Thoa bằng ánh mắt uất hận. Sau cùng vì không thể chịu nổi mà đau đớn hét lên: "Mẹ ơi cứu con!" Bà Hồng thấy con gái bị đánh thì dội vàng chạy vào can ngăn, nhưng dường như chẳng có tác dụng. Bà Thoa nhìn cô giúp việc hét lớn đầy sự răng đe: "Cô đi ra ngoài, đây là chuyện của mẹ con tôi. Tôi cấm một người giúp việc như cô xen vào." Chứng kiến cảnh lụa nằm gào thét quằn quại dưới đất, cô Hồng sao không thể xót ruột cho được. Cuối cùng vì để bảo vệ con gái, cô ấy đã làm ra một chuyện rất kinh khủng. Tiện tay giới lấy cái bình hoa to ở bàn ăn. Cô Hồng cầm lấy nó, lao nhanh về phía bà Thoa. Xoảng! Từng mảnh thủy tinh vụn dở, từng cành hoa rơi xuống đất, kết thúc sự ồn ào. Bà Thoa quay ra nhìn cô Hồng, tay theo phản xạ tự nhiên, ôm lấy đầu Máu từ từ chạy xuống Ướt đẫm cả cổ áo Bà ấy chỉ kịp ú ớ dài tiếng Rồi ngã khủy xuống đất Không gian trở lại sự tĩnh lặng Lùa và mẹ nhìn nhau Bằng ánh mắt khiếp sợ Lùa sững sờ nhìn mẹ tay chân ruồn đến mức không nhấc nổi Miệng ấp úng nói Mẹ, mẹ Trái ngược với con gái Cô Hồng trông có vẻ bình tĩnh hơn hẳn mặc dù có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo cô giúp việc đi lại ngồi xuống bên cạnh bà thoa thở dài cái lấy động lực đôi tay ruồn ruồn nhẹ nhàng đưa lên gần tới mũi khi không nhận thấy hơi thở phả vào tay cô hồng mới hoảng hốt sắc mặt sợ hãi không còn một giọt máu lụa lụa ơi nghe thấy tiếng mẹ gọi gấp gáp dường như lụa đã nhận ra vấn đề mẹ à chẳng lẽ chẳng lẽ bà ta chết rồi sao cô hồng không trả lời con gái chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý máu trên đầu của bà thoa càng lúc càng chảy nhiều hơn hơi thở cũng đã tắt ngủm lụa và mẹ thẫn thờ nhìn nhau một hồi lâu cả hai đang tự có sĩ tính trong lòng cuối cùng không thể chần chừ được thêm nữa lụa quyết định quay đi nhìn mẹ mình bằng ánh mắt kiên quyết mẹ con mình phải làm gì đó thôi bãi tắt thở rồi bây giờ cứu cũng không còn kịp nữa chúng ta phải thủ tiêu bà ấy trước khi mọi việc dở lẻ và có người thứ ba phát hiện lụa từng lạnh lùng giết nga người bạn thân nhất của mình thì đối với lụa bà thoa chẳng là cái thá gì cả cô hồng nhìn con gái nét mặt giận rất hoang mang bản tính bản nghị về lời đề nghị của con gái chúng ta cần làm gì giết một mạng người và phi tan không hề dễ dàng đâu lụa à. Mọi chuyện đến đây thôi, để mẹ đi đến công an tự thú. Mẹ không muốn con gái của mẹ liên lụy vào chuyện này đâu. Lùa đưa tay dồi dàng ngăn cản kéo mẹ lại. Mẹ yên tâm đi, con đã có cách, mẹ đừng đi đâu hết. Chúng ta mãi mới có thể đi tới đây, không thể dừng bước được. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất con và mẹ sẽ giấu xác bà Thoa trong chính căn biệt thự này. Từ giờ tới tối, mẹ con mình phải xong việc trước khi ông Khanh và tài xế trở về. Mẹ nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thấy chỗ nào ở trong căn biệt thự này an toàn đâu. Có một nơi. Mẹ còn nhớ bụi hoa hồng ở sau giường không? Chẳng phải hôm qua bà Thoa sai mẹ đào lên để trồng một bụi hoa hồng mới sao? Chúng ta sẽ giấu xác bà ta dưới bụi hoa hồng đó. Chuyện tâm linh không thể đùa được, nên con sẽ đi xin thầy một lá bùa. Mẹ con sẽ bình an, không gặp chuyện gì đâu. Mẹ hãy tin con, đừng sợ gì hết. Chỉ cần chuyện này kết thúc thôi, chúng ta sẽ không sợ ai làm cản bước chúng ta nữa. vở kịch này phải diễn ra thật hoàn hảo, một chi tiết nhỏ cũng không thể lộ được. Mẹ tin con chứ? Mẹ tin con, nhưng chưa để mẹ nói xong lụa dồi cướp lời hai tay của cô bấu chặt vào vai mẹ ánh mắt vô cùng kiên quyết đã tin con thì không bao giờ có chuyện nhưng từ bây giờ mà chỉ cần sống một cuộc đời hạnh phúc thôi còn con con sẽ tự lo liệu mọi chuyện lụa nhanh chóng nghỉ ngợi sau đó thì thầm to nhỏ với mẹ để bàn chuyện giấu xác trước hết lụa bảo mẹ đi ra nhà kho lấy túi đựng đồ cũ của ông Khanh. Còn phía lụa sẽ ở lại lâu rửa toàn bộ cơ thể của bà Thoa, nhằm xóa đi những dấu vết quan trọng. Phòng trừ những rủi ro về sau. Xong rồi, hai mẹ con chưa chuyện cái xác ra giường ngay. Lụa bảo mẹ vào phòng bà Thoa, mặc quần áo bà ấy lên người. Sau đó, đi qua những nơi camera được gắn ở trong nhà. Lụa còn mạo gan, bà Thoa giết một lá thư cho ông Khanh. Thông báo về việc mình không thể chấp nhận được việc chồng mình lừa dối, ngoại tình nên đã quyết định sẽ bỏ nhà đi một thời gian. Quần áo dính máu và ít tóc của bà Thoa được lụa đem giấu ở sâu một góc trong ngăn tủ trong vòng ông Khanh. Lụa rất tinh ranh, làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, phòng trừ mai sau mọi chuyện bị phát hiện, mọi lỗi lầm sẽ đổ hết chồng chủ. Lúc vào phòng tắm Lùa tiền tay lấy luồng dài sợi tóc của ông Khanh còn dướng trên lượt Sau đó khẽ để vào trong lòng bàn tay của bà Thoa Khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi Hai mẹ con họ nhanh chóng di chuyển cái xác qua lối đi cửa sau để tránh camera Phía trước mặt, một hố đất trống rỗng được đào sẵn Thay vì trồng hoa hồng, lùa và mẹ sẽ chôn xác người tại đây Không một giây phút hối hận Mọi động tác đều rất nhanh nhẹn và thuần thuộc. Phải đến tận chiều tối, hai mẹ con nhà lụa mới lấp đầy được cái hố đất trống. Ngụy trang bên trên là dài bụi hoa hồng tươi tốt. Sẽ chẳng ai có thể nhìn ra điểm bất thường ở đó. Mẹ con họ thở hổn hển, tuy rất mệt nhưng vẫn cố dọn dẹp nốt những thứ còn lại. Vì sắp tới, ông Khanh trở về nhà. Tại bệnh viện, cuộc phẫu thuật tùy thành công nhưng đến giờ nga vẫn chưa tỉnh giấc khải đăng đưa ánh mắt mơ hồ nhìn lên giường thú thật bây giờ bản thân anh cũng rất hoang mang anh muốn cô gái này tỉnh dậy chỉ có như thế anh mới có thể biết được lý do em gái mất tích nếu như sự mất tích này bí mật và đột ngột đến thế chắc chắn là có chuyện bất thường trải qua một đêm nga vẫn hôn mê tình hình sức khỏe không ổn cho lắm Đăng cũng thử liên lạc với mẹ của Nga Nhưng dường như mọi thứ đều bất thành Trời đã sáng Đăng phải vào phòng mổ để phẫu thuật cho bệnh nhân Tới gần trưa thì ca mổ kết thúc Anh mệt nhọc rời khỏi Đăng nhìn lên đồng hồ Nhanh chóng di chuyển sang khoa khác để thăm bố Mấy ngày nay công việc của anh bận biểu quá Mọi thứ đang rối tình rối mù hết lên khi anh cảm thấy rơi vào bế tắc Vừa lo cho em gái vừa lo cho bố, vừa lo cho công ty của gia đình bị cướp mất. Xem ra đang phải hy sinh bản thân mình để có thể bảo vệ được những thứ quan trọng đó. Mọi chuyện diễn ra sau đó cứ như một cuốn phim tua nhanh, lộ dội dàng với mọi thứ. Cô cũng không ngần ngại khuyên mẹ nghỉ việc, dọn ra ngoài sống trong một căn nhà mà cô đã chuẩn bị sẵn, nhưng mẹ cô không nghe. Tiêu tiền của thiên Nga là lụa có thể mua được mọi thứ, Ông Khanh từ ngày hay giờ bỏ đi cũng chẳng quan tâm. Thậm chí còn không nghi ngờ về sự mất tích của người vợ đó. Tối nào ông cũng đưa gái về nhà. Lùa nhìn thấy nhưng cũng ngán ngẩm không muốn nói. Trước mặt ông Khanh thì lùa diễn không khác gì một đứa bị tổn thương. Lo lắng cho sự rời đi của mẹ. Thậm chí cô ta còn diễn sâu tới mức quỳ gối xuống xin cha dựng để giúp đỡ mẹ cô. Xin bố, hãy đi tìm mẹ con đi, con lo cho mẹ lắm. Bà ấy chỉ giận dỗi dài hôm thôi, mấy ngày sau sẽ về nhà thôi, con không cần phải lo. Mấy chục năm này toàn như thế, sao phải lấy làm lạ chứ? Bố không yêu mẹ con sao? Bố không cảm thấy lo lắng cho người vợ của bố sao? Thiên à, trên đời này thứ không bền dững nhất là tình yêu đó con gái ạ. À. Ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian thôi, nói thẳng ra là bố và mẹ con cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa vậy tại sao bố không ly hôn với mẹ bố đừng tưởng có thể qua mắt được con bố đã bao nhiêu lần bạo hành mẹ rồi nếu như lần này mẹ thực sự bỏ đi và không trở về thì người chịu hậu quả chính là bố đó cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho người bố dượng đã nhẫn tâm đẩy mẹ con tới tận cùng đau khổ bố chưa ly hôn với mẹ con là có lý do cả đó. Bao nhiêu năm qua, bảy tiêu tiền của bố, con được sống như một nàng công chúa. Con còn muốn đòi hỏi gì nữa? Con cũng chẳng phải ruột thịt của bố, sao bố phải nghĩ đến cảm xúc của con hả nga? Nếu như có được con, bố sẽ ly hôn với mẹ con. Con thấy thế nào? Muốn trao đổi qua lại không? Con cho bố thân thể của con, bố sẽ trả lại sự bình yên và tự do cho mẹ con. Thế nào? muốn chốt kèo không lụa cười ông khanh cô bật cười thành tiếng nét mặt thể hiện rõ thái độ vô cùng khinh bỉ cùng lúc đó cách xương hồ cũng đã thay đổi ông đang nằm mơ sao mẹ tôi bỏ đi không có nghĩa là tôi phải phục tùng ông con giỏi lắm nếu không nghe lời bố thì con sẽ biết cái giá phải trả nó đắt thế nào đừng có dọa tôi Tôi không còn là thiên Nga ông dễ bắt nạt đâu. Ông há muốn cơ thể con riêng của vợ đến thế cơ ạ. À? Ông nhiều tiền, chơi gái chưa chán hay sao? Để tôi nói cho ông biết, mong ước ấy của ông không bao giờ trở thành hiện thực đâu. Trừ khi... Lùa nói đến đây, liền mỉm cười một cách nham hiểm. Cô ta không muốn nói hết câu để cố tình dẫn dắt sự tò mò của ông Khanh. Nói đi, con muốn gì? Trừ khi ông để lại cho tôi một nửa tài sản của ông. Nghe thấy lời đề nghị, ông Khanh giật mình tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng thật là Thiên Nga đã trưởng thành rồi, không còn ngây thơ như trước nữa. Nếu mẹ con biết chuyện này thì sẽ buồn lắm đó. Ở cùng một nhà với một con rắn độc như ông, thì phải tự mình giống rắn thôi. Ông cũng không có thời gian nghỉ ngợi nhiều đâu Bởi vì thời gian tôi ở trong căn nhà này sắp hết rồi đó Còn định bỏ đi sao? Cũng không hẳn Có người nuôi tôi Mắc mớ gì tôi phải ở đây Ai? Ai dám? Là chồng tương lai của tôi Chẳng có chuyện gì dám hay không dám ở đây Đừng có mà tưởng bở Ông giàu nhưng mà không có nghĩa Ông là người giàu nhất Còn có rất nhiều người giàu hơn ông đó Tôi xinh đẹp giỏi giang thế này Giỡn đâu chẳng được một đại gia Ông Khanh bình tĩnh ngồi xuống ghế Ánh mắt vô cùng trầm ngâm Lạ thật Rõ ràng đây là gương mặt của Thiên Nga Nhưng cách nói chuyện Lại không hề giống Thiên Nga một chút nào hết Sợ bị phát hiện là kẻ giả mạo Lùa không dám thách thức ông Khanh Biểu cảm trước mặt cũng dịu đi Không dám dền giáo Ai rồi cũng phải thay đổi thôi Ngày mai tôi sẽ chuyển ra khỏi đây Tối nay tôi sẽ xuống ngủ với cô Hồng Ông đừng mơ có thể hãm hại được tôi Cảnh cáo cho ông biết một việc Trong người tôi có súng đó Nếu ông dám làm cạn Thì chuyện ông xuống địa ngục Chỉ mất vài phút thôi Vậy nếu như ta đồng ý cho con Một nửa tài sản của mình Thì con sẽ ở bên ta chứ Tôi không ngờ là ông yêu mẹ tôi và yêu luôn cả tuổi đó Một khi quyết định chuyện gì đó Thì đừng nói tới hai từ giá như Chúng ta sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau đó Trừ khi ông đồng ý cho tôi một nửa tài sản Nói xong lùa lạnh lùng quay lưng bước đi Một cái ngoảnh đầu cũng không có Ông Khanh vẫn đang cảm thấy mơ hồ Vì những điều mà lùa đang nói Thiên Nga từ trước đến nay Sống rất khuôn phép chưa bao giờ dám liếc mắt ông Khanh một lần, chứ đừng nói đến việc trả trèo cãi lại. Nhưng lời đề nghị của lụa hát búa quá, e rằng ông Khanh còn phải nghỉ ngợi trong một thời gian dài. Hơn nữa, sau khi nghe lời đe dọa từ lụa, ông ta cũng không dám làm cạn. Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ hai, ấy vậy mà Nga chưa có dấu hiệu tính lại, điều này làm cho Đăng có chút bất an công việc ở bệnh viện của anh vốn dĩ đã rất nhiều nay thêm cả việc chăm sóc cho nga đi tìm em gái chuyện công ty của gia đình từng ấy việc thôi thần thánh cũng trở nên đau đầu chứ đừng nói đến một người thường như anh sáng tháng sau đằng mới nghỉ việc ở bệnh viện nên bây giờ anh rất bận sáng nay lùa đã dọn dẹp đồ đạc rời khỏi nhà đợi mấy bữa nữa ổn sẽ đón mẹ về nhà mới tạm thời vẫn sẽ cho mẹ làm giúp việc nhà ông khanh không biết ma xùi quỷ khiến thế nào mà hôm nay hải phòng lại bị đau bụng bởi vậy mới cùng lụa đi tới bệnh viện khám Hoàng già ngõ hẹp hai người ấy vừa khám xong thì gặp đăng đang đi khám bệnh nhân ở hành lang thấy phòng ở đây đăng có chút bất ngờ đáng lẽ anh định lạnh lùng đi qua giờ không thấy nhưng mà không ngờ cái tên phong hèn mọn thấy anh trước liền chạy lại không cho anh có cơ hội lẩn tránh chào anh đăng nhé em nghe thấy thiên hạ đồn là anh nghĩ việc ở bệnh viện không làm bác sĩ nữa để về nhà làm giám đốc ờ phải không vậy chuyện của tao không cần mày phải quan tâm anh em trong nhà ai xưng hô mày tao thế hơn nữa anh làm bác sĩ không nên cục súc chơi bệnh nhân như thế ít ra anh nên hỏi em xem em bị bệnh gì chứ có nguy hiểm không Biết đâu anh chữa được cho em thì sao Nếu khám xong rồi thì bớt nói lại đi Nếu mắc bệnh nào Sớm chết thì càng tốt Mày yên tâm Tao sẽ mua tặng cho mày Một chỗ đất chôn có vị trí thật đẹp Nghe tới đây Sắc mặt của hai người dội dàng thay đổi Đặng thì lầm lì Lạnh lùng Phong thì tức giận như muốn bốc khói Cảm tưởng chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi thì cả hai sẽ lao vào đánh nhau. Anh nói hơi quá đó. Cái lầm nó tốt bao nhiêu thì anh khốn nạn bấy nhiêu. Đang ạ. À? Anh kệ anh được ăn hộp đàng hoàng nên thích nói gì thì nói sao. Anh xem, lời anh nói ra bẩn khác gì phân chó không? Mày cũng đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Tao với mày cũng chẳng có quan hệ họ hàng huyết thống. Mẹ con mày ăn chơi tiêu tiền của bố tao, của gia đình tao thì cũng nên biết điều một chút đi. Đừng để mọi chuyện khi vừa quá giới hạn thì sẽ mệt người lắm đó. Mày yên tâm đi, cứ ăn chơi tiêu pha thoải mái vì những ngày tháng huy hoàng ấy của mày cũng sắp kết thúc. Đến khi tao quay trở về, mọi thứ mẹ con mày nhận lại sẽ chỉ là một nắm tro tàn mà thôi. Phòng nghe đang nói đẻo thì cay cú lắm, tay nắm thành hình nắm đấm, gần hai bên tay nổi lên đúng lúc này lụa trong nhà vệ sinh bước ra ngay trong phút giây quan trọng đăng sững sờ không dám tin vào mắt cảm tưởng như đang lạc vào giấc mơ thấy đăng nhìn người yêu mình không chớp mắt phòng tỏ vẻ vô cùng khó chịu nói lớn anh đăng tôi biết người yêu của tôi xinh nhưng mà anh cũng không nên nhìn đắm đuối như thế đâu đăng chợt nhận ra phòng đang đứng đối diện nên anh nhanh chóng quay trở về thực tại Thu lại tầm mắt Trong lòng Đăng, đang thắc mắc Tại sao cô gái này lại có gương mặt Giống hệt với Thiên Nga Phong nhanh miệng Đẩy lụa về phía trước một bước Giọng đoan đã giới thiệu Anh Đăng, đây là vợ sắp cưới của tôi lùa có chút bỡ ngỡ Quay sang nhìn Phong Thấy bạn gái có vẻ về chừng Anh ta lại nói tiếp Đây là anh Đăng Người một nhà với anh Từng sống chung như một gia đình nhưng mà không cùng bố Cũng chẳng cùng mẹ Lội như hiểu ra vấn đề Khẽ gợt đầu Sau đó quay ra chủ động cúi đầu chào hỏi Khuôn miệng cười khẽ đáp Chào anh Hóa ra anh là anh trai của anh Phong Em tên là Thiên Nga Rất vui được gặp anh Nhớ sau này được trở thành người một nhà Hy vọng anh sẽ giúp đỡ em và Phong Cái tình Thiên Nga cất lên Làm cho Đăng một lần nữa choáng váng anh sợ mình nghe nhầm Nên hỏi thêm một lần nữa Cô... Cô tên Thiên hả? À? Dạ phải Có chuyện gì thế? Sao anh lại sửng sốt như thế? Không Chào hai người Tôi có việc gấp nên phải đi Vừa dứt câu Chưa kịp để lùa đáp lễ Thì Đăng đã đi mất hút Về tới bàn làm việc của mình Đăng cảm thấy rất mơ hồ anh lật tung mọi thông tin cá nhân của thiên nga anh đã nhờ người điều tra trước đó thiên nga chỉ có một gương mặt nhưng tại sao lại có hai người giống thiên nga đến như thế anh thấy khó hiểu dù nghĩ bao nhiêu lần cũng không thể giải thích hơn nữa một thiên nga còn rất thân thiết với phong một thiên nga lại bị thương được em gái của anh giúp đỡ sau đó em gái của anh mất tích liệu những chuyện này có liên quan tới nhau hay không khi đang cố gắng tìm ra câu trả lời đang nhận được điện thoại thông báo rằng Nga đã có ý thức trở lại. Nghe tới đây, đằng tức tốc chạy tới phòng bệnh. Nhưng trước khi qua đó, anh dội dàn chuyển hướng tới bãi đổ xe. Lấy từ trong xe ra một khẩu súng lục, sau đó nhét vào túi quần. Đằng đứng ở ngoài, để bác sĩ và y tá kiểm tra xong cho Nga, anh mới vào trong. Trong căn phòng thoang thoảng mùi côn sát trùng, mùi thuốc, Nga đưa mắt nhìn Đăng có chút khó hiểu đang chốt cửa, từ từ tiến lại phía trước, không quên rút từ trong túi ra một khẩu súng. Không một phút giây nghỉ ngợi, anh lên cò, chỉa thẳng vào Thiên Nga. Im lặng, nếu như cô không muốn chết. Nhìn người đàn ông lạ mặt chỉa súng vào mình, Nga sợ tới nỗi không dám thở mạnh, toàn thân đầu ê ẩm bởi những vết thương vừa phẫu thuật. Đến thở cô còn cảm thấy khó khăn, huống chị là việc hét lớn đang kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nga Trên tay vẫn giữ khư khư khẩu súng Ánh mắt vô cùng kiên định Cô nói đi Suốt cuộc cô là ai Tại sao cô lại ở trong nhà của em gái tôi Nga sực nhớ ra mọi chuyện Cô cũng mơ hồ đoán ra Người ngồi trước mặt mình Là anh trai của Lâm Khi đoán được danh tính của đối phương Nga thấy nhẹ nhõm hơn hẳn Cô đã có thể cửa quậy người Cơ miệng mỏi mệt Nga theo thào mãi mới nói ra được tiếng Nga vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn Cơ thể vẫn rất yếu Anh là anh trai của Lâm có phải không? Giọng điệu nhẹ nhàng Làm cho Đăng có chút bất ngờ Tuy vậy anh vẫn không lơ là cảnh giác Toàn thân chỉ toát ra vẻ lạnh lùng Đúng Cô là ai? Chúng ta sẽ khó có thể nói chuyện được với nhau nếu như anh cứ cầm khẩu súng chỉ vào tôi như thế này đó Cô sợ chết à? Không Bởi vì tôi biết Anh không dám nổ súng Ở một nơi đông đúc như bệnh viện đâu Anh làm bác sĩ Tôi biết Anh chỉ đang hù dọa tôi thôi Nếu thực sự muốn giết cô Tôi có rất nhiều cách Mà không cần dùng đến cây súng này Bởi vậy Tốt nhất Cô ấy nên thành thực Và đừng trở mặt với tôi Nói xong đăng cất khẩu súng vào trong túi áo có như thế nga mới thấy yên tâm nói chuyện với anh anh đang đe dọa ân nhân cứu mạng vì đỡ hộ cho anh một nhát dao sao tôi chưa bao giờ muốn cô đỡ hộ tôi là do cô tự lao tới được vậy cứ cho là tôi ngu tôi đỡ hộ anh một nhát dao anh đưa tôi vào viện cấp cứu cứu sống cái mạng nhỏ này của tôi Chúng ta đều là ân nhân của nhau Tôi sẽ không nhỏ mọn nhắc tới chuyện này nữa đâu Có chuyện gì anh muốn biết Anh cứ hỏi Tôi sẽ trả lời trong phạm vi mà tôi biết Đang khoanh tay trước mặt Nhìn Nga nằm trên giường Giống như đang tra khảo tội phạm Cô tên là Thiên Nga Phải Thiên Nga là tên của tôi Cô có thể chứng minh Mình là Thiên Nga không Tôi là tôi việc gì phải chứng minh Anh có chứng minh được anh là anh không Hỏi kỳ quặc thế Nga đau nên tâm trạng hơi tệ Thậm chí cô còn thể hiện thái độ cáo gắt Trước câu hỏi vô lý của Đăng Cô là một thiên Nga giả mạo Thiên Nga thực sự đang ở nhà cô ấy Anh nói gì thế Tôi không hiểu Thiên Nga chỉ có một Nhưng lại có đến hai gương mặt giống nhau Rốt cuộc cô hay là cô ta Ai mới là kẻ thực sự Và ai là kẻ giả mạo Nga rất thông minh Nên khi nghe tới chuyện này Cô đã định nhìn đoán ra được vấn đề Cô thở dài một cái Ánh mắt hướng đi chỗ khác Nhưng muốn che giấu đi sự tổn thương bên trong Vậy là anh đã gặp được bản sao của tôi rồi ư Cái người đã giả mạo tôi Anh chắc chắn chứ Đúng thật là hai người có gương mặt rất giống nhau cô ta còn giới thiệu mình là thiên nga anh làm bác sĩ chẳng lẽ anh không nhìn được ra gương mặt nào là phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt nào là không phẫu thuật thẩm mỹ sao cái đó không thuộc về chuyên môn của tôi cái người mà anh đã nhìn thấy giống hệt tôi cô ta là kẻ giả mạo chuyện này chỉ nghe từ một phía thì không thể tin được rất khó tin vậy không Chuyện xảy ra tôi cứ nghĩ chỉ có trong phim Nhưng mà không ngờ đây lại diễn ra trong chính cuộc đời của tôi Thật đau đớn Nói đến đây Nga rơm rớm nước mắt như sắp khóc Mũi cô bắt đầu thấy cay cay Nga suột sịt mũi Cố ngăn cản cảm xúc giận lối Đang nhìn cô Không nói gì Ánh mắt đầy sự nghi hoặc Đứng trước thái độ này Nga cảm thấy rất khó chịu Bản thân thấy vô cùng tổn thương tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe nhưng tôi muốn cầu xin anh một chuyện cầu xin chuyện gì xin hãy giúp đỡ tôi nếu xác minh được cô là người tốt tôi nhất định sẽ giúp đỡ còn nếu tôi phát hiện ra cô nói dối cô sẽ biết cái giá phải trả là như thế nào rồi đó tôi bị bạn thân của mình đánh cắp gương mặt cô ta đã âm thầm phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt tôi lúc cô ta trở về đã rủ tôi đi đến một nơi có đồi và dược thẳm. Trong lúc tôi bỏ chạy thì bị cô ta tạt axit và đẩy xuống vực. Có lẽ tôi chưa tận số nên may mắn thoát chết. Lúc ấy toàn thân của tôi bị thương rất nặng. Em gái của anh nhìn thấy tôi trên đường thì dội dàng đưa tôi về nhà giúp. Chúng tôi có nói chuyện với nhau một chút. Qua một đêm khi tỉnh giấc, tôi không thấy em gái của anh đâu hết. Trong phòng của Lâm thì bừa bộn đồ đạc như bị ai đó lục tung anh gọi điện thoại vào số của lâm là tôi nghe vì tôi cảm thấy sốt ruột thôi tôi thật sự không biết em gái của anh đang ở đâu tôi nói thật đó xin anh hãy tin tôi đằng bán tính bán nghi nhìn vào ánh mắt của nga không có lấy một tia dối trá nhưng đằng cũng không dễ dàng tin người tới như thế nếu như cô không phải là thiên nga giả mạo thì quả thực chuyện cô nói mày ra có thể diễn ra trong phim. Anh cũng điều tra về thân phận của tôi rồi đúng không? Tôi cũng chỉ có thể kể đến thế thôi. Anh cứ lấy máu và ADN của tôi đi xét nghiệm là được. Còn lại, bởi vì tôi là chính tôi. đã là chính mình thì cần gì phải chứng minh thân phận chứ? Chưa tha cho nga, đằng tiếp tục dò xét. Vậy cô và tên hải phòng có mối quan hệ gì? Nga mệt nhọc trả lời Tên khốn đó sao Hắn ta là người yêu cũ của tôi Nói người yêu cũ cũng không hẳn Chỉ là chúng tôi Có qua lại tìm hiểu nhau đôi chút Anh quen anh ta sao Đúng thế Hắn ta là con trai của mẹ kế tôi Ra là vậy à Tôi đoán Mối quan hệ của hai người không được tốt lắm Tất nhiên Tôi có thể giúp gì được cho anh không Thực ra tôi biết khá nhiều bí mật của anh ta đó Khoan hãy nói về chuyện đó đi Tôi có chuyện này hay ho Muốn nói cho cô nghe Chuyện gì? Cái tên Hải Phong Cùng với kẻ giả mạo cô Chuẩn bị kết hôn rồi đó Xem ra sắp có kịch hay để xem Cô ta dám giả mạo tôi Lấy thân phận của tôi Để kết hôn với tên Phong sao? Không được Tôi phải đi ngăn cản họ lại tôi không thể để thân phận của mình bị cướp trắng trợn như thế anh có thể liên lạc cho mẹ tôi không bây giờ cô xuất hiện e rằng đã quá muộn hình như bọn họ đã đăng ký kết hôn chỉ là chưa tổ chức hôn lễ thôi mẹ cô tôi không có cách nào liên lạc được cả có khi mẹ cô cũng đã bị hại giống như cô không thể nào nga vừa tỉnh lại cơ thể lại còn rất yếu cộng thêm việc tinh thần bất ổn nên hô hấp trở nên khó khăn. Thấy tình hình nguy cấp, đang quyết định dừng câu chuyện ở đây, nhanh chóng lắp đặt máy thở oxy cho Nga. Cô nằm trên giường, quằn quại với nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần. Cho dù trong mơ, cô cũng không dám nghĩ một ngày bản thân mình sẽ rơi xuống hố sâu tận cùng của sự đau đớn, Tuổi nhục và phản bội. Thấy Nga như thế, trong lòng đăng dần lên một chút thương cảm. Anh cảm thấy cô gái trước mặt anh hiện tại không phải là kẻ nói dối. Từ trước đến nay, Đăng chưa bao giờ nhìn sai người. Anh cũng chắc chắn lần này con mắt của mình sẽ không phản tác dụng. Cô nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ xin cho cô xuất viện sớm về nhà tôi. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cô liên quan đến tên phòng. Đăng rời đi. Trong lòng mang rất nhiều cảm xúc. Ở một nơi khác, Phong cũng lái xe đưa Lùa trở về nhà mẹ. Sau khi đăng ký kết hôn, hai người sẽ sống ở đây. Lùa biết là Phong có nhà riêng, nhưng chẳng hiểu sao anh nhất quyết không cho cô chuyển về đây sống. Mẹ Phong biết chuyện hai người đăng ký kết hôn, liền tỏ vẻ không hài lòng. Từ trước đến nay, bà ấy đã không thích Nga. Nay Lùa lại đóng giả, e rằng sau này cuộc sống của cô cũng chẳng sùng sướng như chồng tưởng tượng. Bà ấy còn chẳng thèm mang lễ ngải sang nhà gái để hỏi chuyện xin cưới. Bởi vì với bà ấy, thứ quan trọng nhất hiện tại là tài sản của chồng. Lụa dọn về đây sống được mấy hôm, liên cảm nhận được sự lành nhạc của hai mẹ con nhà Phong dành cho mình. Mẹ chồng biết có con dâu, liền cho giúp việc nghỉ làm. Mọi thứ trong gia đình đều bắt lụa làm hết. Từ việc lau dọn, nấu cơm, sữa bát, chăm giường, từ A tới Z, không thiếu bất cứ việc gì. Với tính cách bồng bột của lụa, làm sao cô ta có thể chịu đường nổi Tối nay khi Phong đi làm về Lụa cũng lại nhảy trách móc với chồng Phong tình rành khôn lõi Nên vội vàng dùng những lời ngon ngọt Để dỗ dành lụa Mẹ chỉ đang thử thách em thôi Em gắng đợi một thời gian nữa mà xem Chúng ta đã trốn mẹ đi đăng ký kết hôn Mẹ giận nên muốn làm khó em một chút thôi Đợi tháng sau công việc ổn thỏa Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới nhé Mỗi lần nghe Phong A ngủ như thế Lụa lại mũi lòng Cố gắng nhẫn nhìn để chịu đựng Việc học ở trường của Nga Cũng tự động bị lụa bảo lưu Không muốn học tiếp Cuộc đời rực rỡ mà Nga đã từng cố gắng để bảo vệ Đã bị lụa phá nát Em chỉ cố gắng vì anh đến tháng sau thôi đó Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà Sau khi tổ chức xong lễ cưới Chúng ta sẽ dọn ra riêng có được không? Cái này tạm thời hơi khó ngạ Em biết gì sao anh không muốn dọn ra ở riêng Sau khi kết hôn không Sao thế Vì anh muốn em ở đây Anh hy vọng mẹ sẽ yêu thương con dâu của mình Em biết đó Mẹ giàu lắm Trước đây mẹ từng nói với anh Nếu anh cưới một người vợ tốt Sinh cho bà ấy một đứa cháu khấu khỉnh Thì mẹ anh sẽ chuyển giàu toàn bộ tài sản cho con dâu Đó em xem Em cứ cố gắng một chút nữa đi Mai sau không biết chừng em lại là người thừa kế tài sản của mẹ anh đó. Mẹ nói thật như vậy sao? Em có nên hy vọng không? Mẹ chỉ đang thử thách em thôi, phải không? Chính xác. Mẹ muốn thử xem em có thể trở thành một đứa con giàu tốt hay không. Đừng lo gì hết. Còn có anh bên cạnh, anh sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ em. Dạ, yêu chồng nhất. Luận nghe thấy hai từ tài sản là mắt sáng rực lên không cần nghĩ tới những chuyện khó khăn mà mình đang gặp phải Phong ôm lụa vào lòng nhưng mà trong lòng lại đang hướng tới một người con gái khác anh chỉ muốn lợi dụng lụa để giấu đi bí mật về tình yêu mà anh đang che giấu với tất cả mọi người đêm dần buông xuống khi lụa đã chìm sâu vào giấc ngủ Phong mới lò dò bước ra khỏi cửa anh mò mẫm trong bóng tối mở cửa đi ra ngoài trong đêm khuya tĩnh mịch Tiếng xe ô tô gian dọng Phong lái xe rời đi Chiếc xe len lõi qua rất nhiều khung đường Cuối cùng dừng lại trước cổng Ở một căn nhà trong khu đô thị mới Nơi đây là khu mới xây Nên ít người dọn dào sinh sống Và đi qua lại Phong ngó nhìn xung quanh Sau khi thấy an toàn mới đổ xe Ấn một mật mã Cánh cổng mở ra Phong lái xe vào bên trong Căn nhà chìm sâu vào sư tĩnh lặng Phong bật điện làm sáng bừng cả căn nhà Sau đó liền vào bếp làm một ít đồ ăn Không quên cầm theo một chai rượu vang Cùng hai chiếc ly đi lên một căn phòng bí mật ở tầng trên Khi ánh điện bừng sáng phải vào mặt Lâm mới từ từ mở mắt Cô nhăn mày khó chịu Đôi môi khô khóc Theo thào như muốn nói điều gì đó Hải Phong nhìn người mình yêu trước mặt Khẽ nở một nụ cười độc địa Chậm rãi đi lại gần chiếc bàn từ từ đặt một đĩa thức ăn cùng chai rượu vang xuống. Anh ngước mặt lên, khẽ lướt mắt nhìn về phía Lâm. Thấy tình hình cô vẫn ổn, anh không có ý muốn an ngủi cô. Chào em yêu, anh đến thăm em hơi trễ, chúng ta dùng bữa tối thôi. Đôi mắt mệt mỏi của Lâm ngước lên nhìn Phong, hai tay và chân bị xích trói không thể cử động. Mấy ngày này hét khẳng cả tiếng cũng không có ai đến cứu Vì giống dĩ phòng mặt cô bị giam giữ Cách âm rất tốt Tên phòng đó rất độc ác Mặc dù trong lòng có tình cảm với Lâm Nhưng nghĩ tới chuyện anh trai cô kích đẻo Tâm trạng của phòng Lại trở nên rất khó chịu Bước bối Tuệ Lâm mệt nhọc ngồi dậy Cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực Đã ba ngày nay Phòng bắt Lâm phải nhìn đói Không cho cô ăn gì Đến một ngụm nước cũng không cho uống phong đứng dậy đi vào tủ quần áo lấy ra một bộ váy thay cho lâm cô cũng không còn sức lực để phản kháng nên mặc kệ cho anh ta tùy tiện hành động xong xuôi phong lại đi lấy nước rửa mặt lấy bàn chải cho cô đánh răng ân cần buộc lại tóc cho cô khi chứng kiến phong đối xử hết sức dịu dàng với mình lâm cũng không lấy lòng cảm động lâm như bừng tỉnh khi có nước tác động vào mặt cô mở to mắt nhìn Phong bằng ánh mắt đầy thù hận. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Người vợ mạo danh được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo chúc quý vị một ngày an lành